Chung tay chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước với những cách làm khác nhau. Với người dân các tỉnh Nam Trung Bộ, nơi mà năm nào cũng phải ứng phó với mưa lũ, thì càng hiểu hơn những khó khăn, mất mát do lũ gây ra. Và cũng vì thế đã có rất nhiều hoạt động san sẻ hướng về người dân vùng rốn lũ diễn ra trong những ngày này. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Từ thành phố Quy Nhơn, nghe Quảng Bình có lũ lớn và thiếu phương tiện cứu hộ, thanh niên này đã đưa hẳn cano, vốn là phương tiện chở khách du lịch, tiến ra Quảng Bình để hỗ trợ người dân. Hành trình của anh còn có cả nước sạch, áo phao, gạo. Một phần trong số này là gom góp của nhiều người. Còn ngay tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, từ khi lũ lớn xảy ra ở Bắc Trung Bộ, người dân đã bắt đầu quyên góp nhu yếu phẩm. Nhóm thiện nguyện này đã vận động mọi người cùng tham gia gói bánh chưng mang tặng người dân vùng lũ. Chỉ sau hơn 24 giờ thông báo, ngay trong ngày đã có cả 100 người đến tham gia. Bà mắc bán hàng sắt, bà nghe nói dưới này có gói bánh, bà cũng lật đật và đi xuống hầu 8 giờ đỡ phụ với chị em mình góp sức tinh thần với nhau là những chuyện lũ lụt ở ngoài kia. Đến từ lúc 8 giờ kém, em góp 10 bao gạo để ủng hộ bà con miền Trung mình. Ban đầu dự kiến gói khoảng 1.000 chiếc bánh chưng, nhưng bây giờ đã nhiều hơn con số này rất nhiều lần. Gần như toàn bộ nguyên liệu do người dân tự nguyện mang đến, rồi cùng nhau làm để góp chút lòng thành đến người dân các tỉnh Bắc Trung Bộ. Bởi vì mình cũng ở miền Trung, nhưng mà tỉnh mình rất là may mắn, mình không bị ảnh hưởng gì hết. Mọi người đến rất là đông, mà có mọi người cứ gạo, nếp, bánh, mì tôm, quần áo cũ, mọi người ủng hộ rất là nhiệt tình. Mỗi mùa mưa bão đến, khúc ruột miền Trung oằn mình. Và khi bão lũ đi qua, nhiều ngôi làng miền Trung lại sơ sát. Vì thế, sự san sẻ dù ít hay nhiều lúc này sẽ là động lực để người dân vùng rốn lũ ấm lòng và có thêm sức để gắng lên sau lũ.